rỡn rồi mặt dịch dạch lên trên. Con không định ba mình luôn, con hỏi ba ơi con thương ba lắm ba biết không, hay là gì con cảm ơn ba rồi không có. Thật là nó con nói thiệt với ba là con rất là thương ba, con chỉ có một mình ba thôi. Thật là đời không có gì con cũng nghệ sĩ mà đi lên truyền hình hoặc là giới thiệu hay là sao nói ngôi đâu có mọi người. Chứ đúng ra là Loan, đáng lý là Loan là cái người coi như là hợp lý để đi sao nói ngôi đó, chứ không phải đi có chứ không phải đi sao cướp ngôi nha. Có cái chương trình mà sao cướp ngôi có nhiều người hợp lắm á. Mọi người tới thấy tới này nghĩ đi thương là tất nhiên mọi người ô sao con này nó thương, tất nhiên là xứng đáng để thương, nó đâu có gì đâu mà nó giả tạo đâu mà không thương. Nó tính tình của nó là cứ như vậy đó, sao mà anh đi không bảo vệ thì thương nó thì bảo vệ thì nó có sống gì như đi đâu mà đi không bảo vệ, thậm chí đằng sau nó cũng bảo vệ đi mà nó biết ai tốt ai xấu. Những vấn đề nó không có sắc xéo thôi, kiểu không có sắc xéo lên để trả lời, lên phản ứng, lên để mà đối đáp với những người tấn công nó. Còn đi có nói rồi à, mọi người có nhắc nhở, có nói là đi ơi, đi có thấy tin nhắn mà đi xin lỗi thì nhắc tên Bi Thái Tử nha. Có nói là tin nhắn của Bi lộ ra cũng bình thường rồi mọi người. Mình đi suy nghĩ theo cái hướng tích cực như thế này nè, có thể là Bi bị thích đó, và những cái đứa mà nó thích sẵn đó, thì nó sẽ đã giống như nó tạo một cái dùng cái từ là cái bẫy rồi á, để thích lên thì đi thấy bình thường. Tại vì đi cũng tiếp xúc với nó rồi, đi cũng không có trách nó, cũng bình thường rồi, có gì chứ. Còn những người mà tới mà như gì có âm mưu sẵn nó khác nha. Còn những người dễ bị khích nè, dễ bị giăng bẫy thì đi cũng bỏ qua không sao, chứ không phải đi cao thượng gì hết. Cho nên đi không có lên chỉ trích, đi lại giờ nó đang gặp nạn nữa, mình chỉ trích nó được cái gì. Phải chỉ đợi ra đây là đi sẽ điện thoại đi nói nó, đi hỏi nó, nếu mà đi nó không biết điều thì nó khác. Còn đi đợt trước đó, nó cũng cái chuyện mà nó nói cái đăng clip lên giữa Ni với anh Luân á, thì Ni nó vô nó nói chuyện với Ni đàng hoàng mà chị ơi nếu mà chị hiểu lầm em thì ok gỡ cái đó xuống, em thấy nó vui vui chứ Ni cũng không có nói cái đó. Thật sự mấy bạn nói lại thôi chứ Ni cũng đâu có nói với nó, chứ có gì đâu mà bây giờ Ni lên chỉ trích Bi Thái Tử đâu, nó chẳng làm gì đâu mà chỉ trích. Chỉ qua là nó bị khích thì tất nhiên bị gài. Ni suy nghĩ tích cực như vậy á, chứ không phải là nó là cái người hơi chuyện, mà nó là bị khích bị kéo về thôi, đơn giản thôi. Còn cái chuyện nó đi nó ở là cái quyền của nó, cái quyền quyết định của nó. Mỗi người có cái cá nhân, quyền tự do cá nhân riêng mà đâu có mình đâu ép được. Điều Bi muốn đi thì đi, rời chuyện đó chuyện của Bi. Còn đâu có gì dù gì, Ni cũng suy nghĩ lại là cũng không phải tới khi rời đi cũng không phải là chỉ trích Loan hay là chỉ trách Ni quá nặng lề. Nhưng mà thật sự cũng dù gì đằng sau cũng tin nhắn đằng sau cũng bị khích, cho nên Ni suy nghĩ không có gì mà phải về. Mới gì phải nói đi lên chỉ trích tội gì hết, không có gì phải chỉ trích hết á. Cái người đáng lên án là mình thấy quá rõ rồi, có âm mưu sẵn rồi, quay lại cắt và cắt thương luôn á. Anh đi không có thể nào chỉ trích được. Anh đi nghĩ tới thời gian trước đây em ấy cũng đã từng ủng hộ, và đến khi em ấy rời đi thì em ấy cũng không có làm gì quá đáng, cho nên đi không thể nào bây giờ em ấy gặp nạn mà gọi là chỉ trích em ấy được. Còn có quyền mỗi người mỗi công việc, ví dụ cái chuyện mà làm ăn của em ấy mình đâu có quyền mình ngăn cản hay mình ý kiến, tại mình đâu có biết đâu mình ý kiến. Có khi họ gặp nạn rồi mất mới mình gặp họ thế, đúng không? Dạ em cảm ơn chị ạ. Cho nên để mà chị rất là đi không có thể nào đi lên tiếng, chị rất là chị đi ơi chị lên tiếng đi, bây giờ tin nhắn nó như vậy không có ảnh hưởng gì tới đi tới Loan hết á. Từ cái sự nhìn nhận của mọi người đi sẽ đọc hết tất cả, ví dụ thậm chí một cái bài á đi thấy 5,000, 6,000 cái comment luôn, đi vẫn cố gắng đi đọc mặc dù là đi không có trả lời kịp hết, nhưng đi cố gắng đi đọc hết, đi coi ý kiến mọi người như thế nào. Bà từ Trịnh Gia về chưa? Mày nhắn cái gì vậy Tý? Nhắn tiếng Việt đó hả? Em đang làm không hết, xem hết hả? Ok em. Ok em nè. Từ Trịnh Gia là ở đâu vậy? Trịnh Gia là ở đâu vậy Tý? Người đừng vắng vẻ
em cho thử đi. Trà dính trời ơi. Tôi muốn khúc này nha, tôi muốn khúc này nha. Nó nói là cái tính gì đi mà người không có cách thường được. Thích léo, thích xéo sắp rồi, thích ngược ngạo với người ta vậy đó. Nó nổi tỷ đây nè. Chị đi mặc áo bà, không đẹp quá. Cảm ơn em, thích gì là trà dính. Nó thích gì đó, nó thích nói ngược nói ngạo, nó thích cho người ta xoay não để người ta suy nghĩ đó. Hôm nay tụi nó phá được truyền anh không like được luôn. Nó phá hôm nay thì mai mình like anh. Nó phá mai thì mốt mình like. Em chào chị Mỹ Mỹ nha. Chị Mỹ Mỹ hôm nay không đi đâu rồi chị Mỹ Mỹ. Giờ mình xài mỹ phẩm của Hàn, nhưng nay mình cũng xài mỹ phẩm của Hồng Loan để coi thử. Cảm ơn chị nhiều. Không hợp cũng nhưng hợp không hợp cũng không hợp hết. Thấy chúng ta cho hợp hình của mình khá đẹp, khá đẹp. Đó là nghe nhìn nhìn đẹp quá. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhất. Hết pin rồi chị lấy em. Nếu mà chị sạc pin được chị sạc cho em không? Trời ơi, tự nghiệp không? Nếu mà cái máy của chị livestream nó tự động nó ăn pin cho em thì chị đi cũng mẹ chị ăn luôn. Trời ơi, cảm ơn chị trong nhờ. Để được gặp bé này ngon ở Ốc Văn. Ốc Văn là ở đâu ta? À, gặp bé đi hả? Sao hôm nay chị học bên đây? Chị đi ơi, chị nè, chị nhiễm luôn vậy hả? Chị mà học kêu em là chị tưởng chị ghét em đó. Bà mớm nghe em xin chị thôi, đúng rồi. Đúng rồi. Người ủng hộ giúp nha, ủng hộ của Loan, ủng hộ của Bình Tĩnh, ủng hộ anh Vũ Luân, ủng hộ Tri Cảnh, ủng hộ Văn, ủng hộ tất cả mọi người yêu thương, mọi người ủng hộ hết. Cái này mới kêu một mình Loan. Thảo Dư chào con, băng lắng tim, thấy thương không ơi nhiều của mọi người. Đúng rồi, phải công nhận hôm qua của chị Mơ sang đang đồng tiền luôn. Mọi người thương Loan đẹp không vui nữa. Chị ca sĩ Ngọc Liên không nói gì không? Chào chị Thúy Thùy Văn, em cũng ở Bình Định đây chị. Quê của mẹ em là ở Bình Định đây chị. Ủa anh ơi, còn nhiêu tiếng nữa tới rồi? Hả? À, hơn tiếng rưỡi nữa. Nhớ ra nha, băng kiểu là băng ở đây đúng không? Băng đây rồi. Chị có kêu em không? Chị mà học kêu lên giúp tôi chị ghét em nè. Chào bạn Đào Phục. Chị đi đi trại dịch đúng không? Chị đi đi trại dịch đi. Bà mớm ơi, hay vậy đó. Đúng rồi, nó hài lắm mà đi bên nó. Không có chơi bên đó, không có phải phòng ngừa cái gì hết trơn á. Không có cái chút gì là phòng ngừa, rất là vô. Mình rất là thoải mái luôn, rất là vô tư. Cùng chơi với bạn mà mình sợ nhất là nó để ý mình, nó để ý mình rồi. Chơi không biết khi nào nó ghi âm mình, không biết khi nào mình nhắn tin, mình tâm sự chuyện hàng yêu với nó. Rồi nó ghi âm, nó tung lên trên mạng nữa, cho nên là chơi với mớm rất là ok luôn, rất là vô tư luôn mọi người. Không có một chút gì gọi là đề phòng gì, thoải mái luôn á. Nói gì nói có thể nó cũng là một cái người để mà mình gửi gắm tâm sự đó. Tại vì nó nghe xong nó có thể chia sẻ với mình và bắt đầu nó quay nó lại.
không để ý, không nhiều chuyện, không đào sâu, để mà xong này ghi âm tung lên hoặc là hình chụp hình tin nhắn của mọi người thấy không. Tới ngày hôm nay không phản kháng, không có đáp trả, không có tung lại, mặc dù giữ rất là nhiều tin nhắn luôn. Có nhiều tin nhắn có những người họ đơn vì sân si mà đến, vì lợi dụng mà đến, vì lợi ích mà đến, vì mục đích mà đến, nhưng mà vẫn giữ tin nhắn như vậy, chứ không có muốn chị ơi em đang gồm lại em đáp trả không có. Chứ bây giờ đáp trả lên là chuột chết. Tại vì có người nhắn vô ấy à, em ơi em biết không, không ai thương em bằng chị hết á. Chị là chị thương em nên em phải đề phòng người này, em phải đề phòng người kia. Tức là em đừng có đưa người này đưa người kia, đưa mình chị thôi. Để mình chị đưa lên kênh YouTube của chị á, chị có like có view á. Rồi bắt đầu đến ngày hôm nay chị nói là vô ơn, món vô ơn đó. Chào em, Trà Vinh Thanh Tuyền, em đang xuống Trà Vinh đây chị. Dạ, phim Sáng Đen là chiếu ở rạp đó chị, ngày 1 Tết đó chị ạ. Phim Sáng Đen đó, Sáng Đen là chồng chị đạo diễn Phan Tuấn Cường, là chồng chị Liên á. Ủa năm đi hả? Chiếu rạp đó mọi người. Rồi lúc chơi thì giống như cái từ là đưa người ta lên ngọt, cái từ tịnh luôn á, chứ ngọt gì mọi người. Lon thì thật mà. Em nói ai, anh biết ai mà anh cười khe khe vậy anh Tính ơi. Trả lời bạn à, cái việc mà để Mai Kiện lên đi đó, chứ không phải là mớ không. Đi khởi xướng Ni Kiện đó, có ghét Ni Kiện cũng sao cơ cũng lên đi luôn đó. Thì đâu có sợ, những người mà tự tới ghét Ni chứ Ni sợ tao lao ghét Ni đâu. Những người độc ác, những người âm mưu, những người thâm độc ghét Ni nó đâu có quan tâm. Hỏi khó quá là đi bỏ qua đi không trả lời nha. Tại vì cái đó là riêng tư bí mật. Còn có những cái nào mình lên like để chia sẻ được thì chia sẻ cho anh em, chia sẻ cho mọi người biết. Get girl. Mọi người đến với hôm nay giờ. Get girl. Có những người họ ăn áo quyền lực lắm mọi người. Họ cứ nghĩ tiếng nói của họ ảnh hưởng rất là lớn tới cộng đồng mạng. Họ chỉ cần nói là cộng đồng mạng sẽ ủng hộ họ. Họ đã có phải biết rằng là cộng đồng mạng rất là thông minh, sáng suốt. Đó phải một hai người đâu, cả triệu người mà đúng không? Cộng đồng mạng khác gia đình mạng nha. Đúng rồi, cộng đồng mạng nó khác gia đình mạng. Đúng rồi đó. Có nghĩa là Hồng Loan có một kiện thì cũng không biết cách kiện, cũng không biết đi từ đâu, không biết như thế nào, nghĩ nó thật là thật thà đó mọi người. Chị biết lúc đầu thì chị biết than thở thôi. Chị hỏi là tại sao vậy chị đi? Nó hỏi là tại sao vậy chị đi? Tại sao em bị kiện vậy chị đi? Thì lúc đó là đi với khởi xướng mà mới nói. Thì mày biết rồi còn hỏi nữa. Họ muốn đẩy mày ra khỏi nhà, họ chiếm lấy cái nhà, họ cướp quyền làm con của mày đó. Rồi bây giờ mày hỏi chị đi. Thì mọi người hiểu rồi, ghét đi thì chịu thôi. Đây là người khởi xướng đó, chứ không phải ai khởi xướng hết trơn. Đừng có ghét người lây qua người này người kia. Còn đại gia đình của Loan thì cũng phải yêu thương rồi. Thậm chí yêu thương còn hơn đi yêu thương chứ. Đi chỉ là chị em xã hội thôi mà, làm sao mà gia đình không thương được. Nhưng mà mọi người có một cách lo khác nhau. Cần gì đâu mà phải giả định thật là cần gì đâu mà phải dẫn dắt dư luận. Cần gì đâu mà phải vô kỵ. Cần gì đâu mà phải chỉ trích. Rồi cần gì đâu phải chia rẽ.